Thịnh với Gia Hân ơi. Dạ. Ở ghế ngồi mẹ mẹ nhờ ở đây nè Thịnh. Gia Hân, lại đây ngồi con. Bây giờ con sẽ ẵm con Lulu qua nhà cô Huệ. Con nhờ cô Huệ là dẫn Lulu đi chích ngừa, nhớ chưa? Rồi con bế con Lulu ra đi. Sau khi gửi cô Huệ xong rồi, con cầm cái phao ra ngoài đó, con nhờ cô là đổi cho con cái phao bự hơn. Tại cái phao này nhỏ quá, hai con không có tắm được. Sau khi đổi cái phao về thì ghé nhà cô Huệ lấy con Lulu lại, nhớ chưa? Đã rất hào hứng khi nhận nhiệm vụ, nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng thì anh chàng Thịnh lại đổi ý. Và lý do cho sự mít ướt của anh chàng là đây. Ôi trời ơi. Nhưng mẹ thì lại có việc gấp, không thể chậm trễ. Không còn cách nào khác, anh chàng đành. Mẹ rồi. Anh lớn hơn người ta nha, nhưng mà anh khóc trước người ta. Giang đi. Không mà chú chó này cũng có vẻ hơi nặng á nha. Đúng rồi, Ngọc Hương thấy là cũng hơi to đó. Rồi chưa kể cái phao cũng rất là to luôn. Hai bé nhỏ rất là vất vả đây. Chợ quá thu ở đây nè. Chó, chó nè, chó nè. Đâu hết trơn rồi. Chú ơi, bay bay quá rồi quá khô. Nhưng vừa đến nơi thì lại nghe tin dữ. Con đi ra ngoài tìm bánh mà kia rồi con. Hãy đến con giờ ra tìm bánh đi. Dạ. Quả nhiên vừa đi được vài bước thì Phú Thịnh đã đề xuất. Nhóm đi về nhà đây. Hả? Nhóm đi nhà đây. Trời ơi, sao mà khổ vậy nè. Trời ơi, sao mà tôi khổ vậy. Mẹ qua kia. Anh muốn về nhà cho anh bay nha. Anh ấy đi về nhà nha. Thì mở tới nhà bắt khu nó cậy à. Trước những lời yêu cầu, thuyết phục, cả năn nỉ đến tha thiết của Phú Thịnh, thì cô em họ Gia Hân chỉ có một câu trả lời dứt khoát. Trời ơi, nhìn như nhà một cách nuối tiếc. Xem ra nước mắt không hề có tác dụng với cô em họ sắt đá. Cuối cùng, ông anh mẻ nheo cũng đành. Tại vì cửa nhà đã khóa rồi. Tức là muốn vô nhà lắm nhưng mà cửa nhà khóa nên là không có vô được. Nhà có mắt không? Đón rồi mà Gia không chịu đây hả? Mệt chứ mà. Đâu đây? Ủa đi sáng chó chưa? À, để cho đi lù quá. Lù lù quá. À, chị hả? Con cần con đi đâu đây? Con đi đỡ thào. Con đi đỡ thào đi nha, được lát con qua lại đây lấy chó nha. Nhiệm vụ đầu tiên coi như đã hoàn thành. À, cuối cùng những tưởng tinh thần của hai anh em sẽ phấn chấn hơn. Nhưng... Trời ơi, vừa khóc vừa kêu mẹ ơi kìa. Sao chịu nổi không? Biện pháp cứng rắn đã không còn tác dụng. Cô em gái thay đổi chiến thuật sang dụ dỗ và nịnh nọt. Và cứ thế, cả hai đã đi ngang qua cánh cửa nhà một cách an toàn. Tùy hơi nước ướt, nhưng khi cần thì ông anh Phú Thịnh cũng rất có trách nhiệm. Mặc dù ngay sau đó. Cuối cùng cũng đã tới được chỗ để đổ phao rồi. Không có sẵn sàng cho cái chuyện đi một mình. Đổi phao. Nhưng mọi rắc rối vẫn chưa kết thúc.
Và đây là cách để chứng minh cho anh chàng Phú Thịnh. Sao lại dám 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 nào với cái này được? Nhưng với lập luận như thế thì chẳng ai hiểu anh chàng muốn gì. Cô lại hiểu ra thành... Bây giờ không mua giùm cô đi, thử cái này đi, leo đi đây ngồi thử đi. Ngồi vô thử đi. Được cô chủ nhiệt tình thì những vị khách nhí bất đắc dĩ cũng không nỡ từ chối. Ngồi thử coi vừa hai người không? Cái gì vậy anh ơi? Dạ. Chưa có vừa. Chưa có vừa. Rồi. Không, không vừa hả? Con không thích cái này hả? Cái này đi. Đó không thích cái nào con không có ngồi thử. Con mua cái bự thôi. Cái bự hả? Sau một hồi lượn thử chán chê, các vị thượng đế mới thú nhận. Úc Phiêu đem ra đây đổi cái bụng hơn. Đây cô bán phao, cô đâu có đổi phao đâu. Hay là cô muốn con phao? Con phao giùm hả? Để cô lấy bơm, cô bơm phao cho con nha. Để cô bơm giùm con cái này nha. Nha, đợi cô chút. Xem ra sự việc ngày càng đi xa với mục đích ban đầu. Mình đi kiếm cô, cái mình quay lại. Sao vậy? Anh chợ. Anh chợ, trời ơi anh dễ thương quá anh ơi. Anh chợ. Trước sự tha thiết của Phú Thịnh, cô em Gia Hân không còn cách nào khác ngoài việc ngồi lại đợi cùng anh. Mặt anh dễ thương quá, sao mà bỏ đi được. Ôi vậy đau quá. Nhưng cứ đợi như thế này, rõ ràng không phải là cách hay. Trong khi Phú Thịnh lại... Anh lặng nhặng anh khóc tiếp rồi. Không thể tiếp tục tình trạng này, Gia Hân quyết định dứt khoát đi tìm cô. Đâu đi kiếm cô. Đi đây nè. Có cô qua bên nè. Ủa sao vậy, sao mà không để cô đi lấy máy bơm nè? Để tìm cô. Trời ơi, cô đi lấy máy bơm, xin lỗi nha. Cô biết bơm không? Biết chứ sao không biết. Trời ơi, hay quá, ta biết chứ sao không biết hả? Vậy cô để cho con bơm thử nha. Sao mà khóc vậy? Muốn gì? Anh đòi về mẹ. Mẹ của anh tôi là Cúc. Vốn tính thân thiện và thêm một phần dồn nén cảm xúc nên cô nàng Gia Hân đã được dịp tâm sự rất nhiệt tình. Ba con hay đi làm lắm, cũng có ngày ba con nghỉ, cũng có ngày ba con đi làm. Mẹ con nấu hủ tiếu hủ nội rồi. Kể okay, hết lịch sử sinh hoạt gia đình vậy đó. Sao cái nước pha đó rồi con lại không. Nhờ sự vui tính và thân thiện của Gia Hân mà cô bán hàng cũng dễ chịu nha. Hơn. Này con muốn ở đâu á? Dạ mua luôn cái bên chỗ trường của con. Đang đẳng á. Ngoài đó hả? Ngoài đó cho cô chị cô bán á. Còn sao con đem ra đây vậy? Tại vì nó quá nhỏ rồi, con đem ra đây rồi. Cái bự hơn. Có cái nào? Có cái nào không? Ngọc hộ anh coi. Con có cái nào nằm? Dạ hơn ngọc hộ anh nữa. Né nói chuyện cô chứ mà. Có chị cô bán hả? Ờ, nhưng mà mới mua thì con mới cho đổi. Mua nào đây? Mua hồi thời buổi tối, ba mua buổi còn. Buổi tối là tối nào? Xem ra quy trình đổi trả hàng của cô chủ quán cũng khá phức tạp và nhiêu khê. Hôm qua hả? Hôm qua thì cho đổi, con xài chưa? Xài rồi. Xài rồi đâu đổi được. Xài rồi là con làm hư rồi của cô, con đòi đổi thì sao cô bán? Con không có làm hư. Hư mới đổi chứ. Mà con xài rồi. Nó nhỏ rồi nó đổi chứ lớn hơn. Nè, con hỏi nó không lớn nè. Con hỏi hoài không? Công đoạn kiểm tra hàng đổi trả đã xảy ra sự cố nghiêm trọng và giải pháp là... Tôi đó hỏi bằng biển lấy đồ. Hả? Bằng biển hỏi đổi con. Nó hỏi bằng biển. Có chuyện cô bác còn hỏi bằng biển không mà. Chết rồi. Rồi hơn rồi cô mới chờ đổi đâu. Sao vậy? Nè cái này cô hỏi không lên chứ nó bị đúng rồi. Con mời không? Con chỉ nằm bên nó thôi à. Con chỉ nằm bên nó rồi vậy là nó bể rồi. Xem ra tình hình ngày càng trở nên rắc rối. Cũng thở bằng miệng đi, mất công bơm ở chân. Với sự cố khá nặng của chiếc phao bơi, cuối cùng cô đưa ra giải pháp. Cái bụng tiền cho cô mới chờ đổi nha. Bù qua cái lớn thì đổi 50. Rồi bây giờ sao đây? Thôi bây giờ vậy đi, con hai đứa chui vô thử đi. Chuyện tiền nong cần phải rõ ràng,
và cô nàng Gia Hân ngay lập tức đùn đẩy trách nhiệm. Mẹ con hết tiền á, mẹ con hết tiền rồi, chứ có Út mà có nhiều tiền không mẹ con. Nhưng Phú Thịnh cũng rất biết cách đàm phán. Ngày con đi đổi. Dân vụ mà con, dân vụ thì mua hao này, có hao, hao này mua nhau nhiều ngày vậy. Thử luôn cái này không? Thử luôn đi. Mua cái này nữa nè. Cái nào không có mất, mất tiền con mới mua hao. Mất tiền con mới mua hả? Rồi 30 thì con cho đổi cái này nha. Cô để sẵn hai đứa đem cuộc về thường nha. Thuyết đổi chiếc pha mới đã thành công tốt đẹp. Nhưng cô nàng Gia Hân tò mò, vẫn có chút thắc mắc. Có là chị có lại cô bán giống nhau như vậy. Ủa, là chị có bán bao quịch này cô cũng bán như vậy. Cô có bán, con có tiền cô bán cho con. Mà đâu có tiền. Để có tiền sau đi mốt cho mẹ ra mua hộ nha. Bye bye. Dạ. Bye bye. Bữa nào con qua mua tiếp. Dạ. Giờ thì chỉ còn việc quay lại để lấy chú chó nhỏ nữa là hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao rồi. Hai bạn nhỏ ơi. Với sức vóc đàn ông, Phú Thịnh tình nguyện nhận nhiệm vụ vận chuyển chiếc phao. Nhưng với chiếc phao quá khổ thế này cũng không dễ dàng cho lắm. Nó không có nặng mà nó bị bọc gió. Lăn bọt bòi gõm á. Chân của chị nha. Chạy lăn. Chân gà của á. Anh cũng bị lạc. Trời ơi. Đi xem mình nè, mình biết mình về. Ý, mệt dữ vậy. Trước những cơn gió cản trở, sức người cũng có giới hạn. Người đàn ông quyết định mở lời gợi ý. Gió hỏi mệt quá. Nhưng chỉ nhận được câu trả lời phũ phàng. Gió hỏi mát, mệt. Ông có hiểu cái nỗi khổ tâm của người ta. Cho thoải mái chứ mệt gì. Lăng quá. Anh còn không. Xem ra việc bóng gió xa xôi không có tác dụng rồi. Thôi đành nói thẳng cho xong. Khổ anh nè. Cũng có người miễn cưỡng nhận lời. Nhưng chỉ được vài bước thì lại. Nó nhẹ thì chú bộ. Tại vì cơ bản là do Hân nghĩ là nó nhẹ. Gió hỏi anh quá đó. Bảy gió nè. Nó nhẹ mà hai người khiêng thì làm quá đúng không? Giữa không được. Thầy Gió Hân. Đây. Dâm đi. Gió Hân nhớ hỏi mạnh quá vậy. Chân xe. Xe xe. Xem ra Phú Thịnh là một anh chàng khá cẩn thận và chu đáo đấy. Thì nhưng mà nó cũng cắn mình rồi. Đúng là cẩn thận như thế thì sẽ chẳng bao giờ là thừa đâu Gia Hân ơi. Trời ơi, thấy có chiếc xe đạp mình rẹp xe vô. Nhưng mà xe đạp cũng cán chứ bộ. Cái chó à, anh có chịu cầm cái này mà mình cầm chó nha. Không được, từ giờ nhà mình đần ha. Mệt quá, bây giờ mệt quá. Dạ, Hân đi qua đường này nè, nó có chấm đầu rồi. Xem ra khi người ta không còn mít ướt nữa, thì đầu óc cũng trở nên sáng suốt hơn. Nhưng... chồng khóc, mạnh mẽ hơn chứ. Câu nói của Gia Hân như chạm vào nỗi lòng của Phú Thịnh. Và những giọt nước mắt tủi thân lại tiếp tục tuôn rơi. Người ta lại khóc nữa. Nín rồi, mà nói là con trai phải mạnh mẽ nên khóc tiếp á. Có chút yếu lòng, nhưng Phú Thịnh đã vượt qua chặng đường đau khổ để quay lại tiệm bánh. Nhưng có vẻ rắc rối vẫn chưa buông tha cho cả hai anh em. Có tới hai chú chó nhìn hoàn toàn giống nhau, mà ông chú lại còn cẩn thận bắt chứng minh người thân thế này, thì liệu hai anh em có thể giải quyết êm xuôi hay không đây? Con chó con màu gì? Màu
màu nâu với màu trắng luôn. Màu nâu màu trắng thì hai con màu nâu màu trắng nè. Con chó con tả con chó con có đặc điểm gì khác không? Chó con nó cũng quậy hơi lắm á. Con này nó cũng quậy nè, chú không biết con nào con. Con này nó còn quậy hơn con đó, nó quậy bên cạnh có nhà con. Nó bự nó mới quậy vô, con chó nhỏ nó đâu quậy đâu. Con bự rồi ạ. Chú không biết nha, cái con chó này cũng ai chú không biết được. Giờ chú đưa cho con rồi, người ta về người ta la chú rồi sao? Bây giờ cái con bé kêu mẹ ra đi chứ không là chú không có cho lấy chó đâu. Mẹ con đi về rồi. Vậy con phải tả làm sao cho chú tin là con chó của con chú mới đưa chứ. Chó con nó ăn nhiều quá nên nó mập. Vậy con có gì cho nó ăn thôi chứ coi chứ ăn nhiều chú mới biết chứ biết con này ăn nhiều hay ăn ít đâu. Con này ăn nhiều mà. Con này đúng là con ăn nhiều, con ăn nào là con ít. Không phải, hai con ăn như nhau à. Hỏi lại này, xem ra ông chú khó tính này cũng cẩn thận quá mức rồi. Chó mới tám cái tài còn đó. Con chó này nó cũng đem tám cái tài của chú nè, thấy chưa? Đó, con chó này cũng tám tài chú nè. Nãy giờ là Vũ Tình im lặng đứng quan sát để coi có cách nào để cứu được Gia Hân hay không. Rồi, con thử con bỏ tay. Con bỏ tay ra cho con chó. Nó tám cái kìa, giờ mình muốn gãy cái xương sống trong tay con luôn. Thấy chưa? Hai con đem tám thì hai con này cũng con hết hả? Có phải mình có một con à? Còn con này con nào? Con này phải không? Con này con nhỏ này á hả? Không phải con lớn. Con có hình chụp con chó không? Tụi con không có đem theo điện thoại, con sợ cướp lấy điện thoại. Sợ cướp lấy điện thoại thôi vậy thôi, chú cũng không có đưa con chó nào được cho con đâu. Mà không có về lấy điện thoại cho chú con. Ở nhà con xa lắm, con không đi bộ được. Con có chân rồi lại nhanh lên. Anh đứng rồi anh mở chân. Chú có chịu đưa đâu kìa. Con biết con chó nào của bạn không? Con không biết. Con biết sao chú dám đưa con chó? Con của con là con lì lợm nhất trên thế giới này luôn á. Đủ mọi phương pháp lý lẽ cũng không thuyết phục được ông chú khó tính giao đúng chú chó cho mình. Chú đành đề nghị. Con nhận được hai chó rồi đi. Rồi đây, rồi đây. Con nhận một con ha. Nhận hai con sao nuôi nhỏi. Nhà con có bốn con chó. Con chó này là con bốn hả? Dâm dài. Tình thế nan giải, cuối cùng chú đành đưa ra giải pháp cuối cùng. Bây giờ thôi, chú mở cửa cho con kêu chó này ra con chó của con nha. Này ra nè. Rồi này ra của con đúng không? Rồi. Sau bao chắc chờ, cuối cùng hai anh em đã có thể nhận lại đúng chú chó thân yêu của mình. Giờ thì mau mau về nhà thôi nào. Gió hỏi mạnh quá. Trời, anh bước ra nhà là bắt đầu anh than. Gió là mạnh quá. Chuyện khó nổi luôn. Đi ra mà hỏi. Đi về mà. Lo vô con.